Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi về việc cha của đứa bé 8 tuổi trong thời gian vừa qua, thì hôm nay luật sư lên tiếng như thế nào về vụ việc này. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi về vụ bé gái bạo hành đến tử vong, điều tra kỹ để định đúng tội danh. Cơ quan tố tụng thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đúng người đúng tội với kẻ đã gây ra cái chết cho bé 8 tuổi. Cụ thể là ngày 2 tháng 1, Viện Kiểm soát Nhân dân quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ của bé An, sinh năm 2013, tử vong do bị bạo hành, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Công an quận Bình Thạnh cũng đã chuyển vụ việc này lên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra. Về hành vi tàn nhẫn liên quan đến vụ án này, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận nhiều ngày qua. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố, xét xử làm án điểm. Sau khi vụ án xảy ra thì Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê ở Gia Lai, để điều tra hành vi hành hạ người khác. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Công an tiếp tục bắt ông Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, cha ruột của bé An. Đáng chú ý, sau khi bắt khẩn cấp bà Trang và ông Thái, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với cơ quan chức năng phục hồi toàn bộ camera gốc ở căn hộ mà nơi ông Thái thuê tại quận Bình Thạnh. Bước đầu, Công an đã xác định ông Thái đã chủ động xóa dữ liệu ghi lại cảnh bà Trang ra tay tàn độc với con gái mình. Kết quả phục hồi camera cho thấy bà Trang nhiều lần bạo hành, đánh đập dã man cháu An trước sự chứng kiến của ông Thái. Riêng ngày 22 tháng 12 năm 2021, từ lúc 14 giờ đến 18 giờ, bà Trang dùng cây gỗ nhiều lần đánh bé An 8 tuổi này. Chưa dừng ở lại đó, bà Trang còn dùng chân đạp vào ngực, vào bụng cháu, dùng dây chói chân tay lại rồi bắt cháu quỳ dưới nhà để học bài. Do bị đánh đập dã man nên cháu An đã kiệt sức, khó thở, không thể gượng dậy được, rồi ngã quỵ ngất lịm. Trang liền gọi ông Thái về chở đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện. Kết quả phẫu thuật, khi mà xác định cháu An bị tổn thương ở vùng ngực, bụng, gãy ba xương sườn, tụ máu ở vùng đầu, phù não nhẹ, có dấu hiệu giết người. Theo luật sư Đỗ Đức Vĩnh, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát các vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, việc khởi tố vụ án hình sự khi thấy rõ hành vi ban đầu, đảm bảo cho cơ quan tố tụng thực hiện các thao tác quy định của pháp luật. Quá trình điều tra xác định rõ hành vi của bị can tội danh nào thì cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh đó, hoặc là Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp thay đổi tội danh. Việc này được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Về việc Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Thùy Trang về việc hành hạ người khác, luật sư Vĩnh cho rằng khi xem xét vụ việc, Viện Kiểm soát Nhân dân có thể hủy quyết định khởi tố của cơ quan điều tra và thay đổi quyết định khởi tố nếu thấy rõ hành vi phạm tội khác và có hướng dẫn cơ quan điều tra thực hiện theo quyết định của Viện Kiểm sát. Cơ quan điều tra không thống nhất thì vẫn phải thực hiện và báo cáo Viện Kiểm soát Nhân dân cấp trên. Theo hình ảnh và nội dung báo cáo phản ánh thì cơ quan điều tra phải khởi tố cố ý gây thương tích vì thấy rõ cháu bị tác động ngoại lực, đã có đủ cơ sở để khởi tố tội cố ý gây thương tích. Có lẽ cơ quan điều tra đã quá thận trọng. Riêng đối với vụ án này, theo cá nhân tôi, đây là vụ án giết người. Quan trọng nhất là kết quả giám định. Nếu cháu tổn thương các bộ phận cơ thể mà không được chữa, vẫn tiếp tục hành hạ, thì có dấu hiệu phạm tội giết người với động cơ đê hèn.
đó là luật sư Vĩnh phân tích về vấn đề này. Cũng theo luật sư Vĩnh, về mặt pháp luật thì bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang không có tư cách gì với cháu An. Bà ta chỉ là khách, là người tình của cha nhưng lại xâm hại cháu bé trong căn nhà đó thì có tính chất còn nghiêm trọng hơn. Đó là luật sư Vĩnh nhấn mạnh về vấn đề này. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nay là Ủy ban xã hội của Quốc hội, cho rằng vụ việc này các cơ quan chức năng rất nhanh chóng vào cuộc và làm việc rất có trách nhiệm. Tôi mong muốn cơ quan tố tụng và các cơ quan tổ chức liên quan làm rõ trong thời gian cháu An ở chung với cha và người tình của cha, thì cháu bị bạo hành nào khác về tinh thần, ví dụ như là mắng chửi, chì chiết hoặc là phạt vạ và các hình thức khác, phải điều tra đầy đủ những hành vi bạo lực đối với cháu An vì việc buộc tội đúng người đúng tội. Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam cũng mong muốn sớm đưa ra xét xử. Bà cho biết dư luận rất đồng tình trước việc cơ quan tố tụng nhanh chóng vào cuộc điều tra nhằm mang lại công bằng cho cháu. Và gia đình cũng mong muốn và tất cả cộng đồng mạng đều mong muốn xét xử hai người này. Họ vô cùng tàn nhẫn dã man. Tôi mong sao cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất kết luận điều tra, ra cáo trạng, truy tố và xét xử để đối tượng này nhanh chóng trả giá. Đó là theo lời kiến nghị của bà Thu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trong trường hợp này tất cả khán giả và cộng đồng mạng trong và ngoài nước, kể cả trên thế giới, biết được câu chuyện này họ vô cùng phẫn nộ. Người cha ruột của bé An mà vô tâm vô can khi chứng kiến người tình của mình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã là có những cái hành vi bạo hành con mình trong suốt cái thời gian dài, thậm chí 4 tiếng đồng hồ, khi mà ông Thái ông chứng kiến người tình của mình bạo hành con mình như vậy mà không có đứng ra để binh vực bảo vệ con mình, trong cái lúc mà tàn hơi kiệt sức, con gái của mình không biết kêu gọi ai và cũng không biết nhờ giúp đỡ của ai, cho nên bé không thể nào mà chống cự lại nổi vì những hành vi tàn bạo của mụ dì ghẻ này. Còn ông Thái là người cha ruột mà ông đang tâm không có bảo vệ con mình, cũng như là cản ngăn hay là hỗ trợ con mình để bảo vệ tinh thần cũng như là sức khỏe cho cháu, thì tội danh của hai người này, ông Trang và bà Thái, cộng đồng mạng không thể tha thứ được và pháp luật nhất định cũng không thể tha thứ cho hai con người tội ác này. Và quý vị khán giả thân mến, khi mà cộng đồng mạng lên tiếng về vấn đề này cũng như là pháp luật thì hai người này cộng đồng mạng nói là không bao giờ mà tha thứ được và cho hai con người này trở thành con trùng, con dế hoặc là con thú vật gì đó chứ không còn là con người nữa, và nhất định những cái tội danh của hai người này thì không thể tha thứ được quý vị khán giả. Vì trước đây là ông Thái là một trong những người mà chúng ta đã biết là người đàn ông mà khi mà có bồ bịch rồi đó là về nhà là quấy rối gia đình, vợ con mong muốn thoát khỏi và đi với người tình này. Thật sự mẹ của cháu An rất là đau khổ khi mà ông Thái phản bội cho đến là ra tòa ly dị, và đi theo cái cô Trang này là một người mà đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Cho đến ngày hôm nay thì ông Trung Thái sáng mắt ra khi mà gia đình đổ vỡ, và đồng thời chính cái người mà ông Thái ổng đã yêu thương, ổng đã đành rời khỏi gia đình của mình để theo cái cô dì ghẻ này là Quỳnh Trang. Và tới ngày hôm nay thì cái việc bạo hành chính là cái người tình của mình đã đánh chết con mình như vậy. Quý vị khán giả thật sự thấy quá thương tâm trong câu chuyện của người cha này. Tất cả chúng ta, cộng đồng mạng cũng như là pháp luật vô cùng phẫn nộ về người cha không biết là bảo vệ con mình, quý vị khán giả. Sau đây thì có một số bình luận của quý vị khán giả để lại. Đúng, điều tra tận gốc để biết tội danh, nếu một trong hai đứa mà thoát án tử hình khi xử thì điều tra không chuẩn xác nhé. Nên nhớ, bé mới 8 tuổi có rất nhiều điều bé không biết mà bị hai kẻ đã hoàn thành nhân cách hành hạ suốt trong thời gian vừa qua đến chết thì tội không thể tha thứ được. Đó là một khán giả đã bình luận. Một khán giả khác cũng bình luận như sau: toàn bộ lời khai của hai đứa này đều là ngụy biện hết, đánh đập cháu tàn nhẫn đến lúc mà cho cháu ăn uống nhiều và ép cháu ăn uống như vậy thì việc tra tấn ép cho đến chết cũng vừa rồi, nhồi nhét cho ăn uống và khi mà cháu sạch
cho ăn uống kiểu này thì là nấu phở hay là uống ba hộp sữa thì bình thường không có gì, nhưng mà do là bụng đói bé có thể là uống nhiều như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Đây cũng là một hồi chuông cảnh báo đối với xã hội chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Sau khi kẻ thủ ác phải trả giá thì vết thương lòng vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của biết bao nhiêu người lương thiện. Càng đọc chuyện này tôi càng thấy tức tối không chịu nổi, trên đời này lại có một người đàn bà tàn ác máu lạnh như thế, đánh đập tàn nhẫn tra tấn. Các chỗ hiểm chủ yếu đứa trẻ mới 8 tuổi dài 4 tiếng đồng hồ thì rõ ràng là cố ý giết người, yêu cầu pháp luật không loại bỏ những tội danh của những người tàn ác này, phải loại bỏ họ khỏi xã hội. Còn gã làm cha vô lương chi kia cần trừng phạt sao cho xứng đáng. Một khán giả khác đề nghị tử hình bà Trang, còn cha ruột của bé thì phải nhận một cái án tù, trong thời gian ở đó phải suy nghĩ lại những cái hành động của mình đã làm với bé trong thời gian qua, cũng như là những hành vi đối xử không tốt với mẹ của cháu. Và khán giả cũng nói rằng mình không tin những bậc làm cha làm mẹ bạo hành con lại có thể là người sống tốt trong cộng đồng và xã hội. Cần loại bỏ hai người này ra khỏi xã hội. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả nhiều sức khỏe. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.